Einen schönen Gruß an euch alle. Na, wie geht es euch? Gut? Mir geht es auch gut. Vielen Dank für eure Unterstützung in der letzten Zeit. Das ist eine große Motivation für mich, diese Videoclips weiterzumachen. Und es freut mich, dass euch meine Clips gefallen. Xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Mình rất là ổn và mình đặc biệt cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã rất ủng hộ những video clip của mình làm. Những tin nhắn của các bạn là một cái động lực to lớn cho mình để tiếp tục làm những cái clip như vậy gửi tới các bạn trong thời gian tiếp theo. Như đã nói thì hôm nay chúng ta sẽ có bài học số 7. Nói về những từ chỉ những người thân họ hàng của chúng ta. Trong tiếng Đức, những người thân có quan hệ huyết thống được gọi chung là Die Verwandtschaft. Die Verwandtschaft là danh từ mang tính tập hợp, nghĩa là nó chỉ ở số ít, nhưng nghĩa của nó bao hàm số nhiều, có nghĩa là tất cả những người có quan hệ huyết thống họ hàng với bạn thì sẽ được gọi là Die Verwandtschaft. Chúng ta có danh từ Der Verwandte, tức là người bà con là nam. Die Verwandte là người bà con là nữ và số nhiều là Die Verwandten. Đầu tiên, kính lão đắc thọ sẽ là từ ông cố. Der Urgroßvater. Der Urgroßvater. Bà cố. Die Urgroßmutter. Die Urgroßmutter. Ông và bà cố. Die Urgroßeltern. Die Urgroßeltern. Khi học bài này thì rất nhiều bạn hay thắc mắc là thế ông ngoại là gì, bà ngoại là gì, hoặc là ông nội là gì, bà nội là gì. Thì thực ra các bạn cũng biết trong tiếng Anh hoặc là trong tiếng Đức thì những quan hệ họ hàng không phức tạp như những từ chỉ quan hệ họ hàng trong tiếng Việt. Ví dụ trong tiếng Việt chúng ta phân biệt rõ là ông nội, ông ngoại, bà ngoại, hoặc bác, cậu, cô, dì, thím, mợ, rất phức tạp. Nhưng trong tiếng Đức không như vậy. Der Urgroßvater có thể là ông cố nội hoặc là ông cố ngoại của bạn. Và tương tự như vậy, die Urgroßmutter có thể là bà cố nội hoặc bà cố ngoại. Tiếp theo chúng ta sẽ có ông là người sinh ra ba mẹ của mình. Der Großvater. Der Großvater. Bà, die Großmutter. Die Großmutter. Ông bà, die Großeltern. Die Großeltern. Tiếp theo là những người mà rất thân thiết với các bạn, đó chính là ba và mẹ. Ba hoặc bố. Der Vater. Der Vater. Mẹ. Die Mutter. Die Mutter. Người Đức có từ thân mật để gọi ba mẹ của mình. Người ta có thể gọi là Papa hoặc là Mama. Ngoài ra thì còn có Vati oder Mutti. Và đương nhiên là hai bố mẹ thì chúng ta cũng sẽ có là Die Eltern. Die Eltern. Từ này hơi khó phát âm một chút đối với những bạn mới học, cho nên các bạn để ý một tí nha. Chữ ERN các bạn sẽ đọc là Ern. Ern. Die Eltern. Die Eltern. Anh hoặc em trai của ba hoặc mẹ mình, tức là trong tiếng Việt chúng ta gọi là bác hoặc chú hoặc cậu. Der Onkel. Der Onkel. Tương tự chúng ta có dì hoặc mợ hoặc thím, tức là người chị em gái đối với ba mẹ mình sẽ là Die Tante. Die Tante.
Der Onkel, die Tante. Der Bruder, anh hoặc em trai. Der Bruder. Nếu như các bạn muốn nói rõ hơn, đấy là em trai của mình, thì bạn sẽ nói là Mein jüngerer Bruder. Mein jüngerer Bruder. Anh trai sẽ là My älterer Bruder. Mein älterer Bruder. Chị hoặc em gái. Die Schwester. Die Schwester. Tương tự như anh em trai, hoặc là bây giờ các bạn muốn nói rõ hơn là chị em gái. Chị gái sẽ là Die ältere Schwester. Die ältere Schwester. Và em gái sẽ là Die jüngere Schwester. Die jüngere Schwester. Anh chị em của các bạn sẽ được gọi là Die Geschwister. Die Geschwister. Anh em họ. Der Cousin. Der Cousin. Chị em họ. Die Cousine. Die Cousine. Nếu như chị của các bạn lấy chồng thì người chồng của chị các bạn sẽ là anh rể của các bạn, đúng không? Hoặc là tương tự như thế, em của các bạn, em gái của các bạn lấy chồng thì các bạn sẽ có em rể. Trong tiếng Đức người ta gọi là Der Schwager. Der Schwager. Đối với người nữ sẽ là Die Schwägerin. Die Schwägerin. Ba mẹ đẻ của mình sẽ là Der Vater, die Mutter, die Eltern. Nhưng ba mẹ chồng hoặc ba mẹ vợ thì chúng ta sẽ có là Der Schwiegervater, die Schwiegermutter, die Schwiegereltern. Der Schwiegervater, die Schwiegermutter, die Schwiegereltern. Con rể. Der Schwiegersohn. Der Schwiegersohn. Con dâu. Die Schwiegertochter. Die Schwiegertochter. Trong trường hợp mà ba hoặc mẹ của mình có một cuộc hôn nhân mới thì các bạn sẽ có những người họ hàng mới nhưng không cùng quan hệ huyết thống. Trong tiếng Đức, những danh từ này sẽ bắt đầu bằng từ Stief. Ví dụ, Die Stiefmutter, der Stiefvater, der Stiefsohn, die Stieftochter. Anh chị của các bạn sinh ra con thì đó sẽ là những đứa cháu gọi các bạn bằng Tante hoặc là Onkel. Những đứa cháu đó trong tiếng Đức sẽ gọi là Der Neffe, nếu đó là cháu trai. Der Neffe. Và die Nichte. Die Nichte, cháu gái. Đối với ông bà thì sẽ có cháu nội hoặc cháu ngoại. Trong tiếng Đức cũng không phân biệt là nội ngoại mà chỉ phân biệt là cháu trai và cháu gái. Cháu trai sẽ là Der Enkel. Der Enkel. Hoặc là Der Enkelsohn. Der Enkelsohn. Cháu gái. Die Enkelin, die Enkelin, hoặc là die Enkeltochter, die Enkeltochter. Khi các bạn muốn giới thiệu với ai đó về gia đình của mình, các bạn có thể dùng cụm mẫu câu Das ist mein oder meine. Trong tiếng Đức thì tính từ sở hữu mein hoặc meine không đơn giản như trong tiếng Anh, mà nó sẽ phụ thuộc vào giống của danh từ. Ví dụ, giống của danh từ là đực hoặc chung thì chúng ta sẽ có mein. Giống của danh từ là cái thì chúng ta sẽ có là meine. Ví dụ, đây là ba của tôi. Das ist mein Vater. Đây là chú của tôi. Das ist mein Onkel. Đây là con trai của tôi. Das ist mein Sohn.
Nhưng nếu như các bạn giới thiệu một người nữ thì sẽ là Das ist meine Mutter. Das ist meine Tochter. Das ist meine Schwester. Số nhiều các bạn sẽ nói là Das sind meine Eltern. Das sind meine Geschwister. Một trong những cách mà để luyện tập hiệu quả chính là các bạn ứng dụng từ vựng người học vào hoàn cảnh cá nhân của các bạn, sẽ giúp cho các bạn nhớ được từ vựng lâu hơn. Đồng thời các bạn sẽ vận dụng những mẫu câu đã học. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta đã học rất nhiều những danh từ chỉ các thành viên trong gia đình. Mình nghĩ là khá chi tiết và các bạn đã có một hệ thống đầy đủ để mô tả các mối quan hệ trong gia đình của mình. Các bạn có thể tự giới thiệu về gia đình của mình, các bạn có thể viết một đoạn văn hoặc là các bạn có thể tập nói. Tập nói thì thường khó hơn là viết, vì vậy các bạn có thể viết trước rồi sau đó tập nói sau. Ví dụ như ở clip số 6 mình đã hướng dẫn các bạn rất nhiều mẫu câu để nói về thông tin cá nhân. Bây giờ các bạn có thể viết một đoạn văn kể về các thành viên trong gia đình của mình và ứng dụng những mẫu câu này. Ví dụ như các bạn có thể kể về bố của mình hoặc mẹ của mình hoặc là anh chị em của mình. Mình sẽ làm ví dụ một đoạn văn nhỏ cho các bạn xem nhé. Das ist mein Vater. Er kommt aus Hanoi und im Moment lebt er auch in Hanoi. Er ist schon 65 Jahre alt und er ist Rentner. Das ist meine Mutter. Sie heißt Phương und sie kommt auch aus Hanoi. Sie spricht Vietnamesisch, Englisch und etwas Deutsch. Sie ist schon 55 Jahre alt und im Moment arbeitet sie nicht mehr. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video clip vừa rồi của mình. Hy vọng là sau video này thì các bạn đã có thể giới thiệu với một người Đức về gia đình của các bạn. Trong video số 8 sẽ là bài học về danh từ chỉ đồ nội thất trong gia đình. Một số tính từ thường được sử dụng để bình phẩm những đồ nội thất này và một số mẫu câu để giao tiếp. Các bạn nhớ đón xem nhé. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.